Một trận đấu hấp dẫn nữa đang chờ đón chúng ta. Hãy cùng đến với trận đấu này ngay thôi nào. Hãy cùng chờ đón một trận cầu mãn nhãn vào lúc này. Đó là tình huống việt vị. Cơ hội đã trôi qua, anh ấy đã thoát xuống có phần hơi sớm. Đó là đường chuyền lơ lửng nhưng bóng đã không đi chính xác. Gullit, cơ hội để tổ chức một tình huống phản công cho đội bóng. Son Heung-min đã nổ súng, pha ghi bàn đẳng cấp. Đó là một chân sút đẳng cấp, một cơ hội không thể tuyệt vời hơn. Vâng, chúng ta đang được xem lại bàn thắng ở một góc rất tuyệt vời. Trận đấu vẫn đang có tỷ số 1-0. Leon Goretzka. Gullit. Frank Lampard. Vâng, anh ấy có thể thực hiện pha tạt bóng vào trong. Đó là pha cản phá tốt của thủ môn, pha đập bóng rất tốt. Leon Goretzka. Gullit đang cần sự hỗ trợ. Son Heung-min. Đó là tình huống dứt điểm tốt. Nhưng thủ môn đã bắt gọn trái bóng. Lionel Messi. Frank Lampard liên tục nhận được cái đường truyền từ đồng đội. Đó có thể là tình huống tạt bóng vào trong. Anh sút điền cho mình lên bảng tỷ số thêm một lần nữa. Thế nhưng khá đáng tiếc khi thủ môn đã có pha cản phá bản lĩnh. Leon Goretzka. James. Một đường chuyền bằng đầu tốt. Anh ấy đã đuổi theo để giành lại quả bóng vừa rồi trong chân đối thủ. Một pha đánh chặn rất tốt.
Một cơ hội rõ ràng để san bằng tỷ số. Quá đáng tiếc. Leon Goretzka. Lionel Messi. Tình huống việt vị rõ ràng không có gì thay đổi cả. Frank Lampard. Gullit. Bóng sút đã mở ra cơ hội đến dứt điểm. Thủ môn vừa có một pha cản phá xuất sắc. Frank Lampard đang lấy bóng và chuẩn bị pha phản công này. Một pha đánh đầu. 45 phút đầu tiên của chúng ta hãy cùng chuẩn bị thưởng thức 45 phút tiếp theo trong trận đấu ngày hôm nay thôi nào. Đó là tình huống phòng ngự mẫu mực. Như vậy là bóng đã được đưa vào trong sau pha tạt bóng vừa rồi. Một tình huống thuận lợi để gỡ hòa nhưng ấy đã không thể tận dụng thành công. Đường chuyền bóng chính xác. Một tình huống dứt điểm. Anh đã không thể nâng cao thành tích ghi bàn của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Cơ hội đã trôi qua. Đường truyền về cho đồng đội. Họ là một tập thể ăn ý, các đường truyền vô cùng nhuần nhuyễn. Leon Goretzka. Son Heung-min. Một pha bóng chuẩn xác trước sự ép tấn công của đối phương. Một sự thay đổi người. Tiền vệ tấn công đã được cho ra nghỉ. Anh đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình trong việc hỗ trợ khâu tấn công. Tình huống phất bóng lên cho thủ môn. Một tình huống tấn công nhanh, cơ hội để tìm kiếm bàn thắng. Một tình huống phạm lỗi, đó liệu có phải là một tấm thẻ? Một pha đầu rung mạnh mà thật tiếc thì bóng đi chân mục tiêu. Giờ đây trái bóng đã thuộc về đội bóng kia. Cơ hội để tung ra cú sút. Đó là pha lập công quân bình tỷ số. Một bàn thắng vô cùng quan trọng. Quá giàu cảm xúc. Các cầu thủ đã chạy ra và ôm nhau ăn mừng. Bàn thắng dành cho đội bóng, nhất là khi họ bị đánh giá thấp hơn. Tình huống dứt điểm vào góc cao. Và bóng đã tìm đến xà ngang. Một bàn thắng vừa hay lại vừa may. Tỷ số hiện đang là 1-0. Gullit. James. Đó là tình huống phòng ngự không tốt. Một pha ném biên nhanh để có thể tổ chức pha tấn công. Anh ấy đang chuẩn bị thực hiện pha tạt bóng. Ruud Gullit. Cơ hội đã xuất hiện. Một cú sút. Đó là tình huống dứt điểm tốt. Nhưng thủ môn đã bắt gọn trái bóng. Pha trả bóng cho đồng đội. Họ đã giữ bóng và chuyền bóng nhịp nhàng. Đối thủ không thể đoạt lại bóng. Các cầu thủ đang cố gắng giữ bóng bằng những đường chuyền, nhưng họ lại để mất bóng.
Và giờ họ tổ chức tình huống phản công. Anh ấy đã đưa bóng vào trong sau khi thực hiện pha tạt bóng này. Pha bóng đơn giản với thủ môn. Đường chuyền bóng chính xác, bóng đã tới chân đồng đội. Thời gian được cộng thêm 3 phút bù giờ. Đồng đội đang ở vị trí trống trải. Anh ấy nên thực hiện một pha tạt bóng ngay bây giờ. Cổng sút đã mở ra cơ hội đến dứt điểm. Bóng đó chính xác là tiếng gọi kết thúc trận đấu. Một trận đấu hấp dẫn nhưng đã kết thúc với tỷ số hòa. Gullit, cơ hội để tổ chức một tình huống phản công cho đội bóng. Son Heung-min đã nổ súng, pha ghi bàn đẳng cấp. Cổng sút đã mở ra cơ hội đến dứt điểm. Thủ môn vừa có một pha cản phá xuất sắc. Giờ đây trái bóng đã thuộc về đội bóng kia. Đó là pha lập công quân bình tỷ số.